Dạ, xin thân ái kính chào quý hội thánh. Giờ này chúng ta sẽ bước vào trong chương trình thờ phượng Chúa và học lời Chúa trong buổi tối ngày hôm nay. Và trước khi chúng ta bước vào chương trình thì xin hội thánh hiệp ý với cô Đổi sẽ dâng lời cầu nguyện cho buổi tối ngày hôm nay. Xin mời cô Đổi. Tôi xin phép được cầu nguyện trước khi mình thờ phượng Chúa. Kính lạy Cha kính yêu của chúng con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Chúa vì một buổi chiều nữa phước hạnh chúng con được ở trong sự hiện diện của Ngài. Cảm ơn Chúa, chúng con biết rằng khi chúng con tìm kiếm Ngài thì chúng con sẽ được gặp được Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Cho giờ này con cầu nguyện xin Chúa Ngài cũng sức dầu trên người hướng dẫn ban thờ phượng, người hướng dẫn chương trình. Xin Chúa Ngài ban phước cho ban thờ phượng Chúa ơi, được đầy ơn của Chúa, đầy sự sức dầu mới của Ngài. Con cầu nguyện để rồi xin Chúa Ngài sức dầu cho thầy Khải là người hướng dẫn buổi chiều hôm nay được đầy ơn của Chúa nữa. Chúa sức dầu cho thầy chúng con. Chúa ơi, để đời sống với chúng con buổi tối hôm nay chúng con hết lòng thờ phượng Ngài. Cầu xin Chúa Ngài dẫn dắt chúng con và ban phước trên từng tấm lòng của mỗi chúng con. Cầu xin Chúa Ngài mở mắt, mở lòng, mở tâm trí, mở lỗ tai cho chúng con được nghe tiếng phán dạy của Ngài buổi tối hôm nay. Chúa ơi, xin Ngài cũng thánh hóa tấm lòng của chúng con là một mảnh đất tốt để lời Chúa được gieo trồng vào mảnh đất lòng của chúng con, để rồi chúng con nghe, gìn giữ và làm theo lời của Ngài. Chúng con được lớn lên ở trong lời của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Nguyện xin Chúa Ngài sức dầu cho một sư Giang là đầy tớ Chúa buổi tối nay được giảng lời của Ngài. Chúa ơi, xin sức dầu trên lời của Ngài, sức dầu cho một sư của con là tươi mới. Chúa ơi, mỗi ngày để rồi ông có đầy ơn, ông được đầy ơn của Chúa, đầy sự sức dầu mới của Ngài để dẫn dắt chúng con vào nơi trong lời của Chúa. Con cầu nguyện xin huyết của Ngài bao phủ gìn giữ đầy tớ của Ngài là một sư Giang, bao phủ đầy tớ của Chúa, bao phủ vợ của đầy tớ Ngài nữa. Chúa ơi, con cầu nguyện xin Ngài gìn giữ và bảo vệ gia đình ông ở trong ơn của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Nguyện Chúa Ngài ban phước cho một sư Bảo, Chúa cũng bảo vệ gìn giữ gia đình ông ở trong sự bình an của Ngài. Cha ơi, con cầu nguyện xin bảo vệ gìn giữ hết thảy gia đình chúng con, để rồi Chúa ơi, gia đình chúng con hết lòng thờ phượng Chúa. Chúa ơi, con cầu nguyện buổi tối hôm nay, con cầu nguyện xin Chúa Ngài ở cùng dẫn dắt cho mỗi đời sống của chúng con hết lòng tìm kiếm Ngài. Xin đặt để cho chúng con lòng yêu mến Chúa, lòng kính sợ Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Lạy Cha, con rất là chúng con thưa với Chúa rằng là chúng con rất là khao khát Ngài và khao khát lời của Ngài, để buổi tối hôm nay chính lời của Ngài dạy dỗ chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Cầu xin Chúa Ngài mở mắt, mở lòng, mở tâm trí chúng con, để rồi ban cho chúng con có sự khôn ngoan để chúng con học hiểu lời của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Cầu con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ, cột chói tất cả mọi điều ngăn trở trên hội thánh của Ngài, trên mỗi chúng con, trên gia đình của chúng con. Trong danh Chúa Jesus ra lệnh cho linh ngăn trở, linh chia rẽ, linh nổi loạn, linh chống nghịch phải lui ra khỏi hội thánh của Ngài, linh bệnh tật phải lui ra khỏi hội thánh của Chúa, phải đi ra khỏi gia đình của mọi chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con dâng tất cả mọi lời cầu nguyện này trong tay của Chúa. Cảm ơn Chúa, vinh hiển thuộc về Ngài. Mọi sự quay nghi, đắc thắng, tôn quý, cao trọng đều thuộc về Chúa, vinh hiển thuộc về Chúa. Chúng con ngợi ca Ngài. Chúa ơi, một lần nữa chúng con dâng tất cả mọi lời cầu nguyện này trong tay Cha và chúng con thành tâm hiệp ý cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Chúa, cảm ơn cô Đổi. Và thì giờ này chúng ta sẽ bước vào trong chương trình thờ phượng Chúa. Xin quý hội thánh hiệp ý để rồi bạn Kim sẽ hướng dẫn chúng ta bước vào trong sự thờ phượng Ngài. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Thì giờ này chúng ta hãy vỗ tay mà ngợi khen Chúa. Và giờ lại chúng ta nói với Chúa rằng một ngày tươi mới mà Chúa đã ban cho chúng ta. Hãy đến với Chúa nhân chúa cha nhân từ vì ngày hôm nay cha đã ban cho ta. Một lần nữa hãy nói với Chúa rằng một ngày tươi mới.
hãy đến với Ngài. Hãy đến với Ngài. Một con người yêu Chúa, hãy hạ tôn kính, ca tụng danh Thánh, đưa tay cầu lên, đầu tay lên thờ Thánh. Hãy ngợi khen Chúa, Ngài là vua của ta. Một lần nữa hãy nói rằng đưa tay cao lên. Bằng sự thành tín của Ngài. Và Chúa ơi, Ngài là Đức Chúa Trời của sự thành tín. Ngài hứa điều gì mà chúng con, Ngài sẽ thực hiện nó. Cho dù chúng con không trung tín, nhưng Chúa Ngài là đấng thành tín. Chúa ơi, cảm ơn Chúa vì sự thành tín của Ngài. Alleluia, chúng con được chuộc cũng bởi sự thành tín của Ngài, lạy Chúa. Cảm ơn Ngài. Alleluia. Chúa ban đã là những mẹ.
không ai như Ngài. Ngoài ra Chúa không ai như Ngài, vì Chúa toàn năng. Ngài làm những việc là lớn lao. Ngoài ra Chúa không ai như Ngài. Ngoài ra Chúa không ai như Ngài, vì Chúa toàn năng. Cầu xin Chúa sự vinh diệu.
thân Ngài hiện diện trong tấm lòng Ngài. Chúa đứng ngoài nghi vì yêu duy Ngài, mời suy tôn thuộc vua, suy tôn thuộc về Ngài, mời suy tôn thuộc vua, mời suy tôn thuộc vua, mời suy tôn điều luật của Chúa của chúng ta, mời suy tôn thuộc vua, con tôn cao Ngài Chúa, con tôn cao Ngài, cả tàu và đàn hướng về Ngài thờ tình yêu duy Chúa, con tôn cao Ngài Chúa, con tôn cao Ngài, là Giêsu Chúa con hằng tôn cao, con tôn cao Chúa, con tôn cao Ngài Chúa, con tôn cao Ngài, cả tàu và đàn hướng về Ngài thờ tình yên dễ Chúa, con tôn cao Ngài Chúa, con tôn cao Ngài, là Giêsu Chúa con hằng tôn cao. Con giơ tay lên nói rằng con tôn cao, con tôn cao Ngài Chúa, con tôn cao Ngài, cả tàu và đàn hướng về Ngài thờ tình yêu dễ Chúa, con tôn cao Ngài Chúa, con tôn cao Ngài, là Giêsu Chúa con hằng tôn cao, con tôn cao, con tôn cao Ngài Chúa, con tôn cao Ngài, cả tàu và đàn hướng về con tôn cao Ngài Chúa, con tôn cao Ngài, là Giêsu Chúa con hằng tôn cao, con tôn cao Ngài Chúa, con tôn cao Ngài, cả tàu và đàn hướng về Ngài thờ tình yêu dễ Chúa, con tôn cao Ngài Chúa, con tôn cao Ngài, là Giêsu Chúa con hằng tôn cao, là Giêsu Chúa con hằng tôn cao, là Giêsu Chúa con hằng tôn cao, Giêsu Chúa con hằng tôn cao. Alleluia. Ôi phải Chúa ơi, Ngài đáng được tôn thờ, Ngài đáng được tôn cao. Chúng con ngợi khen Chúa. Alleluia. Oh, Hallelujah. Chúng con tạ ơn Ngài. Ngài là đấng mà chúng con chỉ tôn cao một mình Ngài, Chúa ơi. Hallelujah. Chúng con cảm ơn Chúa. Lạy Chúa, xin Ngài ban ơn sức dầu trên thảy chúng con, đặc biệt là trên một sự gian trời. Để rồi Chúa ơi, Thánh Linh ơi, Ngài sử dụng ông, Ngài sử dụng môi miệng ông để rồi gieo lời Ngài ra cho thầy chúng con. Xin mở tâm, mở trí, mở lòng của thầy ông bà anh chị em chúng con, để chúng con nghe hiểu được lẽ thật của Ngài. Xin Thánh Linh Ngài dẫn chúng con vào mọi lẽ thật. Chúng con cảm ơn Chúa. Thánh Linh ơi, Ngài là giáo sư lớn nhất, Ngài dạy dỗ chúng con qua lời của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Nguyện danh của Chúa được vinh hiển qua hội thánh của Ngài. Chúng con cảm ơn Cha, và chúng con dâng hết thảy chúng con trong tay của Chúa, và chúng con hiệp ý cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Alleluia. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Hoàng Kim. Thì giờ này chúng ta sẽ nghe lời Chúa qua một thời gian. Dạ, xin mời mục sư ạ. Cảm ơn Chúa. Chúng ta lại gặp nhau. Tuần này chúng ta lại gặp nhau hai lần. Cảm ơn Chúa.
và chúng ta lại được gặp Chúa. Điều quan trọng trong mỗi sự gặp nhau của chúng ta là Chúa là đấng ngự ở giữa. Khi Chúa ngự ở giữa có nghĩa rằng Ngài là đấng làm chủ và thể trị mọi sự, và chúng ta sẽ cùng cảm nhận được sự hiện diện của Ngài nếu chúng ta thật đến với nhau bằng tấm lòng chân thành. Chúng ta cảm ơn Chúa vì điều đó. Buổi tối hôm nay thì tôi xin chia sẻ một lời Chúa ở trong sách Dân Số Ký đoạn số 11. Ta sẽ xem Dân Số Ký đoạn số 11. Anh chị em mở ra Dân Số Ký đoạn số 11 ha. Xin chờ tôi một chút xíu, khoảng 5 giây. Tôi cái máy của tôi nó hơi trục trặc một chút. Dạ, xin lỗi Hội Thánh. Dạ, tôi xin trở lại. Tôi sẽ đọc Dân Số Ký đoạn số 11, nhưng tôi sẽ đọc từ câu số 10 cho đến câu số 30. Dạ, tôi xin đọc. Môi-se nghe dân chúng trong các gia tộc than vang, mọi người đều khóc lóc trước cửa trại mình. Cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va nổi bừng lên và Môi-se rất buồn bực vì điều đó. Môi-se thưa với Đức Giê-hô-va, sao Ngài làm khổ cho đầy tớ Ngài? Sao con không được ơn trước mặt Ngài? Sao Ngài lại chất gánh nặng cái dân tộc này trên con? Con có mang thai dân này đâu? Con có sanh họ ra đâu mà Ngài bảo con hãy bồng ấm dân này trong lòng con như người bú bồng đứa trẻ đang bú, cho đến khi họ vào xứ mà Ngài đã thề hứa ban cho tổ tiên của họ? Con sẽ lấy thịt ở đâu mà phát cho cả đoàn dân này? Vì họ kêu khóc với con rằng, hãy cho chúng tôi ăn thịt. Con không thể một mình gánh hết dân này, vì họ thật là một gánh nặng quá cho con. Nếu Chúa đãi con như vậy, và nếu con được ơn trước mặt Chúa, xin Chúa xin thà giết con đi, để con không thấy cảnh khốn nạn của con. Đức Giê-hô-va phán với Môi-se, hãy họp 70 người trong số trưởng lão Israel, tức là những người con nhìn nhận là các trưởng lão và là nhà lãnh đạo dân chúng. Hãy dẫn họ đến lều hội kiến để họ đứng tại đó với con. Ta sẽ ngự xuống và nói chuyện với con tại đó. Ta sẽ lấy thần ta ngự trên con mà ban cho họ, để họ mang gánh nặng về dân tộc này với con, chứ không phải con gánh một mình. Con hãy bảo dân chúng rằng, ngày mai hãy dọn mình thánh sạch và anh em sẽ được ăn thịt. Vì tai Đức Giê-hô-va có nghe anh em khóc than rằng, ai sẽ cho chúng tôi ăn thịt, vì chúng tôi đã từng được sung sướng tại Ai Cập. Vì thế Đức Giê-hô-va sẽ ban thịt cho anh em và anh em sẽ được ăn thịt. Không phải anh em sẽ ăn một thịt một ngày, hai ngày, năm ngày, mười ngày hay là 20 ngày đâu, mà là ăn trọn một tháng cho đến chừng nào thịt tràn ở lỗ mũi và chán ngấy. Vì anh em đã chối bỏ Đức Giê-hô-va đang ngự giữa anh em, vì cứ khóc trước mặt Ngài, tại sao chúng tôi lại lìa khỏi Ai Cập? Môi-se thưa, con đang đứng giữa một dân có 600.000 đàn ông mà Ngài bảo rằng, ta sẽ phát thịt cho chúng ăn trọn một tháng. Nếu người ta giết hết chim và bò, liệu có đủ cho họ chăng? Nếu người ta bắt hết cá dưới biển, liệu có đủ cho họ không? Đức Giê-hô-va phán với Môi-se, ta Đức Giê-hô-va quá ngắn sao? Con hãy chờ xem điều gì ta phán với con có trở thành sự thật hay không. Môi-se đi ra và thuật lại lời của Đức Giê-hô-va cho dân chúng, rồi tập hợp 70 trưởng lão của dân chúng chung quanh lều hội kiến. Đức Giê-hô-va ngự xuống trong đám mây và phán với Môi-se, Ngài lấy thần ở trên ông mà ban cho 70 trưởng lão. Khi thần ngự trên 70 trưởng lão thì họ nói tiên tri, nhưng họ không tiếp tục nói tiên tri nữa. Có hai người ở lại trong trại quân, một người tên là Endad, một người tên là Medad. Thần ngự trên hai người này, họ có tên trong danh sách trưởng lão nhưng không đến lều hội kiến. Vậy họ nói tiên tri trong trại quân. Một thanh niên chạy đến báo cho Môi-se rằng Endad và Medad đang nói tiên tri trong trại quân. Giô-suê, con trai của Nun, là đầy tớ Môi-se từ thời trẻ tuổi, nói, Thưa Môi-se, chúa tôi xin ngăn cấm họ. Môi-se trả lời, có phải anh ganh tị giùm tôi không? Ôi ước gì tất cả con dân của Đức Giê-hô-va đều là những nhà tiên tri, và Đức Giê-hô-va ban thần của Ngài cho họ. Môi-se và các trưởng lão Israel đều trở về trại quân của mình. Trong cái đoạn thánh này, chúng ta sẽ học về cái sự gặp gỡ Chúa tại lều hội kiến. Và đây là một cái tiêu điểm quan trọng trong đời sống tâm linh. Chúng ta có thể nhìn nhận cái điều này trong cái câu chuyện kinh thánh, đã có khai mở cho chúng ta một cái chi tiết rất là thú vị. Trước đó thì chúng ta biết ý nghĩa của cái tình huống xảy ra câu chuyện này. Đó là dân Israel họ lại lầm bầm, than vãn với Chúa.
Và cái từ lầm bầm chính là một cái động từ nó đã đi với họ suốt cái hành trình ở trong hoang mạc, không phải là một lúc, nhưng mà họ lầm bầm như một cái thói quen thường xuyên. Và Đức Chúa Trời đã cho phép họ đi trong sa mạc tới 40 năm để cố gắng lấy đi những cái điều thuộc về Ai Cập ở trong họ. Chúa dùng cái hoang mạc để lấy Ai Cập ra khỏi họ. Nhưng mà cuối cùng thì chúng ta biết rằng là chỉ có hai người được vào đất hứa thôi, còn lại thì ngã chết ở đất hứa hết. Đây là một câu chuyện kết cục buồn cho dân Israel trong đồng vắng. Và chúng ta biết trong đồng vắng tại thời điểm này họ có một cái phàn nàn với Môi-se, đó là họ phàn nàn về việc là họ không có gì để ăn. Thực ra là họ đã ăn mana, Chúa đã cho họ mana một cách rất là đều đặn, nhưng mà cái lòng của họ không có cảm thấy thỏa mãn cái điều đó, cho nên họ tiếp tục kêu van với Chúa và họ nói rằng họ đòi ăn thịt. Và lúc bây giờ có một cái nhóm dân tạp, thực ra là có thể không phải là người Israel mà là người Ai Cập, ở trong cái xứ Ai Cập, họ đi theo cái đoàn dân này pha vào. Thì cái dân tạp nó có một cái đặc điểm là cái hệ tư tưởng, cái hệ giá trị nó không giống như Israel. Và cái dân tạp này nó dấy lên một cái sự kích động, lên một cái sự bất mãn mới, đó là họ so sánh giữa mana, thức ăn của Chúa, và cái thức ăn tại Ai Cập. Họ nói rằng là đồ ăn tại Ai Cập ngon hơn, và chúng tôi thèm ăn thịt, chúng tôi thèm ăn cá mà không phải trả tiền, chúng tôi thèm dưa chuột, dưa gan, chúng tôi thèm củ kiệu, hành và tỏi. Thậm chí họ nói là thể xác chúng tôi hao mòn, không có gì ăn hết, chỉ thấy mana mà thôi. Đại loại là họ chê cái thức ăn của Chúa. Nhưng mà trong cái đoạn Kinh Thánh này thì chúng ta thấy rằng là Môi-se đã đối diện với lại cái sự khủng hoảng bằng cái cách rất là khôn ngoan. Chúng ta phải học, đây là những người lãnh đạo, những người hầu việc Chúa, cần phải học đoạn Kinh Thánh này rất là kỹ. Và chúng ta thấy đó rằng một thực tế trong cuộc sống, đó là cái sự khốn khó và những cái giai đoạn của cái sự gọi là bất ổn về cảm xúc, nó sẽ đến trên đời sống của chúng ta như là một cái điều rất là thông thường. Trong đoạn Kinh Thánh này chúng ta thấy cả dân Israel và Môi-se đều ở trong trạng thái đó. Dân Israel thì bất mãn, bất bình, khó chịu, không kềm chế được cảm xúc vì cái chuyện đó là họ không được ăn cái món họ thích. Và cái điều đó nó dấy động linh hồn họ, làm cho họ cảm thấy cay đắng, và họ sinh cay đắng. Môi-se thì sao? Môi-se thì rất là cay đắng luôn. Môi-se thì cảm thấy thất vọng, cảm thấy bị tổn thương, cảm thấy quá gánh nặng, cảm thấy bị phản bội, cảm thấy bị ngược đãi, thì dẫn dắt dần sự Chúa. Nói chính xác là ông cảm thấy bị hao mòn ở trong chức vụ. Ông cảm thấy bị kiệt quệ, ông cảm thấy bị xuống tinh thần ở trong chức vụ. Thực ra ở đây là một cái điều không mới ở trong cái lĩnh vực hầu việc Chúa. Và thực ra tôi tin anh chị em, những người phục vụ Chúa trong Hội Thánh, nhất là những người lãnh đạo như sư Bảo, thì chắc chắn là đã đi ngang qua cái giai đoạn đầy khó khăn như thế. Cảm xúc và những lời mà Môi-se tuôn ra từ miệng của mình trong khi gặp gỡ Chúa là một cái điều nó xảy ra trên đời sống của những người hầu việc Chúa ngày nay. Cánh cửa hầu việc Chúa nó là cánh cửa nó rất là khó khăn. Trong cái con đường hầu việc Chúa nó sẽ chứa đựng nhiều cái giai đoạn của sự thử luyện, và cái kỳ quệ là cái chuyện nó xảy ra. Chúng ta khi thấy điều này xảy ra, chúng ta đừng ngạc nhiên. Chúng ta có khuynh hướng suy nghĩ rằng đây là điều cá biệt cho mình. Tuy nhiên chúng ta nhớ tôi tới Chúa Môi-se cũng đã có lúc phải kỳ quệ trong chức vụ. Một tôi tớ khác của Chúa là Eli cũng đã có lúc bỏ chạy vào sa mạc và đổ sống đổ chết tại đó với Chúa. Ông cảm thấy chán nản, và tại đó chính sự hiện diện của Chúa đã thăm viếng ông. Cho nên có một lúc nào đó anh chị em hầu việc Chúa mà anh chị em cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi, và cái ministry, cái lĩnh vực hầu việc Chúa đó làm cho anh chị em cảm thấy có nhiều khốn khó, thì anh chị em cũng đừng có bất ngờ. Đây là điều nó đã xảy ra trong Kinh Thánh rồi. Thì chúng ta trở lại đoạn Kinh Thánh này, cùng hai cái trạng thái cay đắng. Dân Israel cay đắng vì không có đồ ăn ngon, còn Môi-se thì cay đắng vì gánh nặng ở trong chức vụ và cái gánh nặng về một đoàn dân cứng cổ. Chúng ta xem cách họ đối diện với những cái giai đoạn khó khăn này của họ. Dân Israel thì cứ liên tục lầm bầm, và cái sự lầm bầm nó gia tăng khi mà chúng ta thấy rằng cái sự lầm bầm cộng với lầm bầm nó sẽ bằng hai lần lầm bầm. Khi mà họ ở trong cái nhóm dân như vậy, thì khi mà họ tu đổ cái nỗi lòng của họ với nhau,
Và trong cái sự lầm bầm kết hợp như vậy đó, thì cái tình trạng nó càng ngày càng tệ lên. Chúng ta thấy là họ càng ngày càng nổi loạn. Và đây là điều mà Chúa ghét. Và Chúa trong cái đoạn kinh thánh sau đó, chúng ta thấy là Chúa đánh phạt họ. Khi mà thịt có rồi đó, khi mà thịt được cung cấp cho họ, thì chúng ta tưởng là họ ăn được, nhưng mà cuối cùng là họ bị trừng phạt một cách nặng nề. Đó, Chúa cho một cái tai họa giáng xuống và cái đám dân tham ăn này họ bỏ chết trong đồng vắng. Nhưng mà chúng ta thấy là Môi-se, tôi tới Chúa đã đắc thắng được tất cả những cái điều này bằng cách là ông vượt qua bằng cái sự cầu nguyện. Khi mà cái cơn khủng hoảng xảy ra thì Môi-se đã đưa ra một cái lựa chọn rất là sáng suốt, đó là ông không có phản ứng bằng xác thịt của loài người, ông không có đấu lý với họ, ông không có tranh cãi với họ, ông không có phí thời giờ để ông vật lộn với những cái đám dân này. Ông đến và ông vật lộn với Chúa, ông đến và ông nói chuyện với Chúa, ông đến và ông biện luận với Chúa. Đây là một cái lựa chọn khôn ngoan của Môi-se. Chúng ta cần học trong lời kinh thánh này. Tôi xin lỗi anh chị em, tôi phải chuyển phòng bởi vì cái phòng bên đây nó quá ồn, tôi không thể giảng được nếu mà nó ồn ào như thế. Tôi đang chuyển phòng qua bên đây. Dạ, tôi đang ở trong cái không gian mà xung quanh tôi thì người ta hát hò rất là ồn. Đây là cái gánh nặng của tôi. Chị em cầu nguyện giúp cho tôi đi. Tôi xin nói tiếp. Ở trong đoạn kinh thánh này chúng ta thấy là Môi-se đã đối diện với khủng hoảng bằng cách là ông cầu nguyện. Đây là lựa chọn khôn ngoan nhất của những người đang đi ngang qua giai đoạn giống như Môi-se. Tôi khuyên anh chị em, những người đang đi ngang qua giai đoạn giống như Môi-se, chúng ta không nên có một phản ứng nào khác, nhất là những phản ứng tiêu cực của xác thịt. Hãy lánh và tìm một nơi để cầu nguyện. Vì đây là lúc rất là nguy hiểm cho chức vụ của chúng ta, nguy hiểm cho tấm lòng của chúng ta và nguy hiểm cho cả gia đình chúng ta nữa. Nếu chúng ta không xử lý được bằng đời sống cầu nguyện của chúng ta thì sẽ là nhiều cái hệ lụy rất là nghiêm trọng. Và Môi-se đã đến cầu nguyện cùng Chúa. Khi mà ông nghe dân sự than vãn, khóc lóc trước cửa trại mình, thì ông hiểu rằng cái sự tấn công vào tâm linh là đến rồi. Cái sự tấn công nguy hiểm nhất là sao không phải là tấn công vào xác thể mà tấn công vào tâm linh. Ông bước vào trong sự cầu nguyện, khi ông thấy cơn thịnh nộ của Chúa nó bùng lên thì Môi-se lại buồn bực. Môi-se thưa với Đức Giê-hô-va. Một trong những cái điều mà chúng ta phải nhớ đó là cái chỗ mà chúng ta gặp gỡ Chúa đó, tôi gọi là lều hội kiến, là cái nơi mà chúng ta được quyền tung đổ cái sự khó chịu trong lòng của chúng ta. Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, Ngài nghe cái tiếng cầu nguyện của chúng ta và Ngài cảm thông được yếu đuối của chúng ta. Và con người rất là cần, chúng ta rất là cần cái chỗ, cái nơi để chúng ta có thể dốc đổ nỗi lòng của mình. Và cái nơi tuyệt vời nhất để chúng ta có thể dốc đổ nỗi lòng của mình chính là lều hội kiến, gọi là nơi chúng ta gặp gỡ Chúa. Môi-se đã đến nơi đó. Ông nói chuyện cùng Chúa. Và chúng ta nghe lời lẽ của Môi-se cầu nguyện thì chúng ta có thể thấy cái sự thành thật trong lời cầu nguyện của Môi-se. Sao Ngài làm khổ cho đầy tớ Ngài? Sao con không được ơn trước mặt Ngài? Sao Ngài cho gánh nặng cái dân tộc này ở trên con? Chị em thấy lời lẽ rất là căng thẳng và rất là nặng nề. Nhưng mà chúng ta thấy Chúa không trách Môi-se. Chúa không trách. Bởi vì thật sự gánh nặng đối với Môi-se đúng là quá lớn, quá là nặng nề đối với ông. Ông quá căng thẳng mà Chúa hiểu được. Chúng ta đã thấu hiểu được cái gánh nặng trong lòng của Môi-se. Về Môi-se mà trong cái việc này chúng ta phải học đó là khi chúng ta đứng đối diện với những cái giai đoạn căng thẳng của mình, chúng ta đối diện với những cái giai đoạn khốn khó của mình, thì có lời cầu nguyện và cái sự trình dân của chúng ta nó đòi hỏi một cái điều quan trọng, đó là sự chân thật. Chúng ta nói thật tất cả những cảm xúc trong lòng của chúng ta. Chúng ta không cần lắp liệu. Chúng ta không cần giữ cái hình thức tôn giáo bề ngoài. Tất cả những cái gì thuộc về gan thịt, thuộc về gan ruột chúng ta phải moi ra trước mặt Chúa. Kể cả những cái điều thuộc về sự yếu đuối trong cảm xúc của chúng ta, chúng ta có quyền lôi ra để chúng ta thương trình cùng Chúa. Không có gì phải ngại hết. Con có mang thai dân tộc này đâu, con có sinh họ đâu mà Ngài bảo con hãy bồng ẩm dân này trong lòng con như người vú bồng ẩm đứa trẻ đang bú, cho đến khi họ vào xứ mà ta đã thề hứa ban cho tổ tiên của họ. Nhưng mà chúng ta thấy cái sự cưu mang Chúa đã đặt vào lòng của Môi-se, tức là Môi-se có thể dẫn dắt được dân sự Israel không phải là vì ông tự dưng ông thương họ, nhưng mà vì có một cái sự cưu mang mà Chúa đã đặt vào lòng của Môi-se. Bài học rút ra, khi chúng ta cưu mang một ai đó thì chúng ta phải đối diện và sẵn sàng
trong một cái tình huống thường xuyên xảy ra, đó là cái nhóm người mà chúng ta cưu mang nó làm khổ chúng ta. Đây là chuyện nó rất thông thường. Và em thấy khi mà Chúa đặt cái cưu mang cho Môi-se thì Chúa không có hứa là dân này nó sẽ làm cho con hạnh phúc. Nhưng mà chúng ta thấy là cái sự phiền toái nó đến trên đời sống Môi-se rất là nhiều. Tôi nghĩ là nếu Môi-se yên vị ở trong vị trí chăn chiên trong đồng vắng thì công việc chăn chiên dầu sao cũng là công việc rất là nặng nhọc trong Israel. Nhưng mà tôi nghĩ là Môi-se sẽ cảm thấy có lẽ là không trải qua những giai đoạn khốn khó như vậy. Nhưng mà vì ông là người chăn bày của Chúa, ông là người dẫn dắt dân sự Chúa, cho nên nhiều cái nỗi khốn khó đến trên ông. Chúng ta học điều này để chúng ta cảm thông với những người học việc Chúa, đặc biệt là mục sư của chúng ta, những người dẫn dắt, những người chăn bày. Họ, nếu mà nói về phương diện cá nhân, họ không có trách nhiệm đối với chúng ta. Về phương diện con người với người, họ chỉ có trách nhiệm với gia đình của họ mà thôi, với cuộc sống của riêng họ. Họ không có bị ràng buộc là phải lo cho chúng ta. Nhưng mà sở dĩ họ dốc cuộc đời họ ra, họ lo cho chúng ta, vì cớ Chúa đặt cái sự cưu mang của Chúa trong lòng của họ. Kinh Thánh nói nè, Chúa đặt cái sự cưu mang Chúa, tại sao Ngài lại bảo con, nghĩa là Chúa đặt cái cưu mang đó vào lòng của Môi-se. Chúa nói là, ở Môi-se, con hẹn bồng ẩm dân này trong lòng con, như người vú bồng đứa trẻ đang bú, cho nên khi họ vào xứ mà ta đã thứ ban cho tổ tiên của họ. Vì cái chính cái điều đó làm cho Môi-se phải bước đi trong sự vâng lời của Môi-se. Thì trong sự vâng lời đó, Môi-se chịu những cái khốn khó của chức vụ. Phao-lô cũng vậy, vì cớ Phao-lô đối diện với những cái điều này cho nên Phao-lô khốn khó. Môi-se cũng vậy, các tôi tới chúc các tinh thần đều như vậy cả. Cho nên chúng ta hãy cảm thông như người học viên Chúa. Chúng ta làm sao để đem cái sự khích lệ đến cho họ, đừng để đời sống của chúng ta đem thêm nỗi cay đắng cho họ. Cố gắng làm sao để đem cái sự khích lệ đến cho họ. Anh chị em có thường xuyên khích lệ những người lãnh đạo của anh chị em không? Những người đang dẫn dắt ngày đêm sống chết anh chị em. Anh chị em khích lệ họ, bởi vì họ đang chịu những cái cưu mang, những cái gánh nặng mà anh chị em không phải chịu. Phải không? Anh chị em nghe tin một ai đó trong hội thánh gặp khốn khó, anh chị em có thể thương cảm, anh chị em có thể giúp được. Giúp được thì thôi, sao hết. Nhưng mà cái người chăn bày á, người ta sẽ gánh nặng hơn. Không giúp được, rất khó chịu. Nên chịu không nổi. Anh chị em thấy một anh em bỏ nhóm, anh chị em cảm thấy lòng anh chị em đau, anh chị em cảm thấy nặng nề. Anh chị em nặng một, người hầu bị Chúa, cái người chăn bày người ta nặng 10. Người ta cảm thấy khốn khó. Nửa đêm, nửa hôm, có một ai đó bệnh, đau, ốm yếu gì đó, họ, anh chị em có thể an giấc những giấc ngủ của mình. Anh chị em không có trách nhiệm phải căng thẳng với họ, với những người đó để giúp đỡ. Nhưng mà cái người phục vụ Chúa, đặc biệt là sư của anh chị em, nửa đêm nửa hôm, nhà của mình chuyện có khi chưa xong, phải lao ra mình giúp cho anh em. Mình nghe tin mình chịu không được, mình không thể nào mình bỏ, mình không thể nào mình nhắm mắt làm ngơ được. Cho nên cái gánh nặng đối với họ là lớn hơn. Có chuyện gì em hội thánh thì thường á, ta không có chỉ trích anh chị em. Ta lôi một sư đang ta chỉ trích, ta nói, người ta tấn công, ta nói xấu đủ điều. Cho nên anh chị em học cái bài học này, hãy hiểu rằng họ đã vượt qua những cái ngày tháng rất là giông bão để có thể dẫn dắt anh chị em, chứ không phải là chỉ là mỗi mắt ăn bát vàng. Một số tín hữu trong hội thánh có cái cách ánh nhìn hơi tiêu cực về người lãnh đạo của mình. Nhìn người lãnh đạo chắc là người rảnh rỗi lắm, ngồi hưởng, thụ hưởng. Không phải như vậy. Họ thực ra họ cống hiến nhiều hơn là họ thụ hưởng. Họ chiến đấu nhiều hơn là họ thảnh thơi. Và họ chịu đau đớn nhiều hơn là họ hưởng những cái vinh hoa ở đây. Anh chị em hiểu điều đó để thông cảm với họ. Tôi nói anh chị em cần phải gia tăng cái sự khích lệ đối với mục sư của anh chị em, sư Bảo. Ông chiến đấu rất nhiều cho cái sự thành vượng, cho cái sự ổn định của anh chị em, cho sự phát triển của anh chị em, cho căng trở nhiều lắm. Thì chúng ta phải có một cái sự khích lệ đối với mục sư, là cái người giúp đỡ cho anh chị em. Con sẽ lấy thịt ở đâu mà phát cho cả đoàn dân này? Môi-se trình dâng cái khó khăn của ông cho Chúa, cái nhu cầu của dân sự cho Chúa. Môi-se trình dâng cái than van của họ cho Chúa. Một trong những cái cách tốt nhất để chúng ta trình dâng những cái nan đề mà chúng ta đối diện, đó là chúng ta dốc lòng và nói thật với Chúa rằng chúng ta cảm thấy bất năng, không thể. Vì họ kêu khóc với con rằng hãy cho chúng tôi ăn thịt, con không thể một mình gánh hết dân này, vì họ thật là một gánh nặng quá cho con. Môi-se thưa thật luôn là dân này làm cho con gánh nặng quá mức, chịu không nổi.
và Chúa cảm thông về điều này. Chúng ta thấy Chúa không quở trách Môi-se, Chúa quở trách. Nếu Chúa đãi con như vậy và nếu con được ơn trước mặt Chúa, xin thầy với con đi để con không thấy cảnh khốn nạn của con. Nên chúng tôi thấy là Môi-se này ông thành thật tới nỗi ông chán đời quá rồi, ông nói thôi nếu mà Chúa thấy con được ơn trước mặt Chúa thôi, Chúa cho con về sớm chịu hết nổi rồi để con khỏi cảnh thấy cái cảnh khốn nạn này, quá khốn nạn, quá mệt mỏi, quá chán nản, rất là thành thật. Chúa có thể nghe lời này, cho em tưởng tượng là chắc Chúa giận lắm, mà không, Chúa không giận, Chúa không nói gì hết á. Chúa vẫn yêu Môi-se, Chúa vẫn cảm thông được với Môi-se. Chúng ta hiểu là cái gánh nặng của người hầu, Chúa hiểu điều đó. Như vậy thì hai cách phản ứng, một bên thì tụ tập lại làm bầm và than phiền, đây là con đường của sự chết. Tôi nói với anh chị em, khi anh chị em bất mãn về Chúa, về cuộc sống và về một điều gì đó, nếu anh chị em tụ tập những cái cá nhân làm bầm lại, chúng ta cùng ngồi làm bầm, chúng ta cùng ngồi than phiền, chúng ta cùng ngồi để nói một cách tiêu cực, thì đây là con đường của sự chết. Vì sao? Sau đó chúng ta thấy cái nhóm dân này nè, Chúa không có để họ yên đâu. Chúa cho chim cút đến, nhưng mà khi họ đang ăn thì sao? Cơn giận của Đức Giê-hô-va nổi bừng lên và họ bị trừng phạt bằng một cái dịch lệ, một cái trận dịch đến và họ chết. Cái trận dịch lệ đó hành hạ họ. Cho nên chúng ta thấy khi chúng ta đối diện với những cái ngày giông bão, nếu chúng ta trút đổ sự lầm bầm với nhau và chúng ta bất mãn về cái người giận nhất chúng ta, đó là con đường của sự chết. Tôi nói điều này để tôi khuyến cáo anh chị em trong hội thánh, anh chị em chớ có làm điều này, đây là con đường của sự chết. Con đường của sự sống là gì? Sẽ có lúc bất mãn, sẽ có lúc nặng nề, sẽ có lúc chán nản, ai cũng sẽ có lúc như đó. Cách tốt nhất là dốc đổ với Chúa mà thôi, đừng có đem cái sự lầm bầm than phiền của chúng ta mà chúng ta đi, chúng ta dốc đổ với nhau rồi chúng ta lầm bầm với nhau và về một cái người thứ ba vắng mặt nào đó, điều không nên. Rồi, chưa hết, sau khi cầu nguyện với Chúa rồi thì Chúa phán với Môi-se, hãy họp 70 người trong số trưởng lão Israel, tức là những người con nhìn nhận là các trưởng lão và nhà lãnh đạo dân chúng. Hãy dẫn họ đến lều hội kiến để họ đứng tại đó với con. Ta sẽ ngự xuống và nói chuyện với con tại đó. Ta sẽ lấy thần ta ngự trên con và ban cho họ để họ mang gánh nặng về dân tộc này với con, chứ không phải con gánh một mình. Chúng ta thấy Môi-se gặp Chúa trong lều hội kiến cá nhân của mình. Lều hội kiến đầu tiên mà anh chị em phải có trong cuộc đời anh chị em là cái góc cầu nguyện của anh chị em, là cái chỗ anh chị em cúi xuống kêu cầu, anh chị em phải có chỗ đó. Ý tôi không phải nói về không gian, ý tôi nói là cái lựa chọn trong cuộc sống. Trước những lựa chọn cuộc sống thì kiểm tra lại xem trước những lựa chọn đó mình đã đối diện với nó bằng cách nào. Trước những cái giai đoạn mà khó cùng cực trong cuộc đời mình đối diện nó bằng kiểu gì? Bằng xác thịt hay bằng lời cầu nguyện? Bằng cách chúng ta chiến đấu vật vã trong xác thịt hay là chúng ta chiến đấu trong sự cầu nguyện của chúng ta? Đây là điều chúng ta phải tự kiểm chứng lại. Đây là điều cần thiết và quan trọng. Các em để ý ha. Lời hội kiến cá nhân là điều Môi-se đã làm được. Khi ông trình dâng với Chúa mọi nén gánh nặng trong lòng ông tại nơi hội kiến cá nhân á, trong cuộc đời ông á, thì ông gặp gỡ Chúa trong cái lời hội kiến thứ hai, là nơi mà Chúa sẽ thăm viếng dân sự Chúa. Nhưng mà chúng ta thấy mọi cái áp lực trong đời sống chúng ta đều có cái phương hướng để giải tỏa, chứ không có cái gì là thái quá. Cho em tương tự, nếu mình là Môi-se và trước cửa mình luôn luôn có hàng triệu người đang lầm bầm than phiền, chịu không nổi luôn, đúng không ạ? Nhưng mà khi Môi-se trình dâng cái nhu cầu của ông thì có một cánh cửa giải thoát cho mà Chúa mở ra. Hãy nhớ Đức Chúa Trời là Đấng sẽ mở cho anh chị em một cánh cửa giải thoát ra khỏi những cái giai đoạn khủng hoảng, dù là khủng hoảng nó kinh khủng đến đâu đi nữa, vẫn luôn có một cánh cửa để thoát ra. Chỉ cần anh chị em đến lời hội kiến của mình và cầu nguyện, anh chị em cúi xuống cầu nguyện, Chúa làm. Cảm ơn Chúa. Trong chỗ này chúng ta thấy rằng Chúa kêu Môi-se là hãy họp 70 người trong số trưởng lão Israel. Trưởng lão đây không hẳn là người già. Trưởng lão là người có một cái đời sống thờ phượng, một đời sống trưởng lão có đặc trưng thứ nhất là họ có sự khôn ngoan của Chúa. Không phải là sự thông minh đâu. Sự khôn ngoan của Chúa là cái cách ứng nhân, cái cách sống trong cuộc sống của họ, cái lựa chọn cuộc sống của họ cho thấy họ có cái bẩm tính của Chúa, và có bản tánh của Chúa, nó có sự khôn ngoan của Chúa, là cái người có sự khôn ngoan của Chúa. Thứ hai, trưởng lão là người có cái đời sống làm gương về đạo đức. Trưởng lão trong hội thánh là người có cái đời sống đạo đức, đời sống gương mẫu, có thể làm gương trong hội thánh về đạo đức. Anh chị em thấy người nào có một đời sống cơ đốc chuẩn mực trong hội thánh thì đấy là trưởng lão. Cho dù cái người đó giỏi kinh thánh đến mấy mà không có đời sống đạo đức thì cái người đó không có giá trị, không phải là trưởng lão. Điểm thứ ba,
Trưởng lão là cái người có cái sự có cái lòng cưu mang cho người khác. Họ có thể chăm sóc, có thể cưu mang, họ có thể dạy dỗ được, có thể chăm sóc được cho người khác. Họ có thể quán xuyến được công việc nhà Chúa. Đó là trưởng lão. Thì Chúa gọi Môi-se kêu là 70 trưởng lão và chính Môi-se chọn ra. Nhưng mà 70 trưởng lão này cần phải được đem đến lều hội kiến. Hãy dẫn họ đến lều hội kiến để họ đứng tại đó với con. Ở đây chúng ta để ý điều này. Khi những người trong hội thánh được kêu gọi đến, khi hội chúng này được kêu gọi, 70 người được chọn ra, thì thứ nhất cái tiêu chuẩn chọn lựa của Chúa là những người đó có đời sống đạo đức cỡ đốc tốt. Đây là điều rất quan trọng. Đừng bao giờ coi thường cái phẩm hạnh cỡ đốc của chúng ta. Nếu chúng ta không có đời sống cỡ đốc tốt, thứ nhất Chúa nhìn thấy, Chúa sẽ không lựa chọn chúng ta. Phải không ạ? Nếu chúng ta trong đám dân lầm bầm, chắc chắn chúng ta không có mặt trong số 70 người này. Nếu chúng ta trong nhóm dân cay đắng, không tha thứ, không làm hòa, không hiệp một, không có sự gắn kết, không có sự cảm thông, không có sự hiểu biết, chắc chắn chúng ta không có trong danh sách 70 người này. Chúng ta sẽ bị bỏ. Nhưng mà chúng ta bị bỏ không phải là vì những cái điều gì khác, mà vì chính vì cái lối sống của chúng ta. Cho nên cái việc chúng ta là cái đốc nhân mà lối sống như thế nào là quan trọng vô cùng. Lối sống chọn lành với Chúa hay là lối sống lôi thôi, Chúa thấy đó. Tới kỳ lựa chọn Chúa sẽ không chọn đâu. Điểm thứ hai, cái lối sống của chúng ta cũng sẽ tỏ ra cho những người xung quanh thấy. Trong hội thánh, người nào sống như thế nào, người nào sống như thế nào, người nào sống như thế nào, tất cả được lộ ra hết. Chúa thấy và người lãnh đạo cũng sẽ thấy. Chúa rất là tôn trọng lãnh đạo của Chúa. Cho nên khi người lãnh đạo đó họ chọn 70 người này, thì đấy là lựa chọn của Chúa luôn. Anh chị em thấy là Chúa rất là hay ở chỗ là Chúa không có đặt danh sách sẵn cho Môi-se. Chúa nói là ta cho con danh sách 70 người này, ngày mai gọi đúng 70 cái tên này. Không, Chúa nói là con lựa đi. Một cách khác là Chúa tin vào sự lựa chọn của Môi-se. Chúa tin vào lựa chọn của Môi-se. Chúa biết Môi-se là người có cái nhãn quan cũng nên tốt. Chúa cho Môi-se lựa chọn luôn. Cho nên anh chị em để ý cái cách sống của chúng ta, nó sẽ quyết định cái việc là chúng ta có được ơn trước mặt Chúa và trước mặt lãnh đạo hay không. Được ơn trước mặt lãnh đạo rất quan trọng. Và cuối cùng thì Môi-se chọn được 70 người. Nhưng mà những người này họ cần phải được đưa đến lều hội kiến. Lều hội kiến là một cái lều, một cái trại nơi mà Chúa gặp gỡ dân sự Chúa. Và những người này đứng xung quanh cái lều hội kiến đó. 70 người này được gọi đến xung quanh lều hội kiến đó. Họ đến đó, Kinh Thánh nói rằng họ đứng tại đó với con. Tôi học được cái chữ đứng với này rất quan trọng anh chị em. Đứng với rất quan trọng. Đứng với rất là quan trọng ha. Đứng với nó thể hiện một cái, không phải chỉ cái tư thế đứng, đứng như thế nào, mà nó còn thể hiện cái lập trường, nó thể hiện cái gốc, nó thể hiện cái quan điểm, nó thể hiện cái lối sống. Cái đứng với Môi-se nó thể hiện là những người này là những người ủng hộ Môi-se. Họ không có trong nhóm dân làm bầm. Họ không ủng hộ sự làm bầm. Họ kháng lại sự làm bầm. Họ cảm thông được cho Môi-se. Thứ nhất là họ hiểu được tình huống, họ hiểu được, họ cảm thông được Môi-se. Thứ hai, họ không chống đối với Môi-se. Nhưng mà cũng không có nghĩa là họ đứng ở giữa. Họ ủng hộ Môi-se hết lòng. Điểm thứ ba là họ muốn làm một cái gì đó trong hoàn cảnh này. Ba điều, phải không ạ? Khi mà bạn được kêu gọi, anh chị em được kêu gọi để đứng với người lãnh đạo của mình, thì anh chị em còn đảm bảo được những điều này. Thứ nhất, chúng ta phải cảm thông, ta hiểu được cái nỗi niềm mà người lãnh đạo mình đang trải qua. Phải hiểu được họ, cảm thông được với họ. Họ có yếu đuối đó, có hạn chế đó, nhưng mà cảm thông được với họ. Thứ hai, đó là chúng ta có một quan điểm rõ ràng là chúng ta ủng hộ cái gì. Chúng ta đứng với lãnh đạo nghĩa là chúng ta ủng hộ những cái bước đi sáng suốt đúng đắn mà lãnh đạo đang thực hiện. Tôi không nói điều này để chúng ta theo một cách mù quáng với những lãnh đạo sai ngã, lãnh đạo theo tà giáo, lãnh đạo có đời sống cơ đốc tệ hại, thì điều đó tôi không nói. Nhưng mà một lãnh đạo tốt của Chúa chọn thì chúng ta cần đứng với họ bằng cách chúng ta ủng hộ những gì mà họ đang bước đi. Và điểm thứ ba, chúng ta nhất định rằng chúng ta muốn dự phần vào cái việc chúng ta xử lý một cái khủng hoảng, hoặc chúng ta muốn dự phần vào việc chúng ta cánh tác những cái công việc trong hội thánh chung với họ. Đó là tư thế đứng chung. Người đứng chung không thể nào đứng cửa giữa được. Bên đây cũng đúng, bên đây cũng đúng. Người đứng chung với lãnh đạo không thể là những người mà nay cái này mai cái khác được. Người đứng chung với lãnh đạo không thể là người mà không cảm thông như lãnh đạo được. Người đứng chung lãnh đạo không phải là những người mà thôi lãnh đạo làm đi, tôi ông làm đi, tôi làm thì không có làm đâu. Gánh nặng ông gánh đi, không gánh đâu, không phải. 70 lãnh đạo này họ không biết có cái điều đó. Và họ có một chất xúc tác quan trọng là họ bước vào lều hội kiến, đứng tại lều hội kiến. Tại sao?
Chúa nói là gì? Khi họ đến đó đứng với con thì thần của ta đến trên họ. Anh chị em để điều này, nguyên tắc kinh thánh nó lạ lắm. Khi 70 người này đến với Môi-se, họ đến là đến với Môi-se. Anh chị em tưởng tượng tối hôm đó Môi-se nhắn tin gọi điện hết, nhưng Môi-se liên lạc hết 70 người. Môi-se nói rằng ngày mai mời quý vị đến cầu nguyện với tôi, xin mời 70 người đến cầu nguyện cùng tôi. Trên phương diện xã hội thì họ đang đến với Môi-se, nhưng mà trước mắt Chúa là họ đang đến với Chúa. Khi họ đến với Môi-se thì Chúa thăm viếng họ. Anh chị em thấy không ạ? Đây chính là điểm mà chúng ta cần học. Chúng ta đến với người mà đó, họ đã vào cái lều hội kiến của cá nhân họ, họ đã gặp gỡ Chúa rồi. Điều này rất quan trọng. Điều này đòi hỏi chúng ta nhìn nhận người lãnh đạo thuộc linh đúng đắn mà chúng ta cần đi theo. Người lãnh đạo thuộc linh là người có đời sống yêu mến Chúa, người gặp gỡ Chúa trong lều hội kiến, người sống trọn lành với mục tiêu và sự cứu mang của Chúa. Cái người đó đó, chúng ta cần theo họ và chúng ta cần đến với họ, đến gần hơn, đến gần hơn và cùng gặp gỡ Chúa với họ. Vậy nên tôi khích lệ anh chị em trong những lần mà mục sư Bảo mời gọi anh chị em đến cưu mang công việc Chúa chung, mục sư kêu gọi anh chị em đặc biệt nhân sự đó đến để cùng cán đáng một công việc gì đó, hay mục sư kêu gọi anh chị em đến để cùng dự phần vào một công việc chung, mục sư kêu gọi anh chị em đến cùng cầu nguyện chẳng hạn, anh chị em chớ có bỏ qua cơ hội đó. Đừng bỏ qua cơ hội đó. Vì sao? Có khi chúng ta là 70 trưởng lão được lựa chọn mà chúng ta không biết. Chúng ta đến đó, chúng ta cùng đồng công. Nếu mục sư nói tôi cần anh chị em đến cùng cầu nguyện với tôi, hãy cố gắng sắp xếp công việc đến đó cùng cầu nguyện với mục sư. Nếu mục sư nói tôi cần anh chị em cùng dự phần công việc này, cùng làm việc với tôi, hãy cùng đến đó với mục sư. Nếu mục sư nói tôi cần anh chị em cùng đi trong chuyến đi này cùng tôi, hãy cố gắng sắp xếp, nếu có thể được hãy cùng đi. Vì sao? Đó không phải là gánh nặng, đó là một cơ hội cho chúng ta. 70 con người này đã đến gặp Môi-se tại lều hội kiến, họ không biết chuyện xảy ra, nhưng thần của Chúa đã được đổ đầy trên họ. Có một điểm đặc biệt Kinh Thánh nói chỗ này, Chúa không đổ thần của họ trực tiếp cho họ, nhưng mà Chúa đổ thần của Chúa, Chúa lấy thần của Chúa trong Môi-se, Chúa đổ cho họ. 70 người là không anh chị em? Trong kỳ Tân Ước thì chúng ta thấy Thánh Linh thăm viếng tất cả những người nào khác khác, nhưng mà chỗ này nè thì Chúa nói Chúa lấy thần ở trong Môi-se, Chúa đổ cho họ để cho dễ hình dung. Đương nhiên Đức Thánh Linh không giống như vậy, nhưng mà để cho dễ hình dung tôi lấy một cái minh họa cho anh chị em dễ hiểu thôi. Đó là anh chị em thấy có một cái bình nước lớn, nước đổ đầy lên, đầy tràn lên, và bây giờ nước đó đem 70 cái bình nhỏ đến và rót từ cái bình lớn đó trút vào những bình nhỏ. Anh chị em dễ hiểu hơn rồi đúng không ạ? À, giống như vậy đó. Cái người đã ở trong lều hội kiến của họ, dù họ đã trải qua trong gai, dù họ đã trải qua thử thách, nhưng cái giờ mà họ gặp Chúa trong lều hội kiến, họ chiến đấu trong sự cầu nguyện á, họ đã được đổ đầy rồi. Thì khi mà chúng ta tiếp xúc với họ, thì chúng ta đến gần với họ trong một tâm linh đúng đắn, chúng ta sẽ nhận được sự tuôn đổ trên họ, trên đời sống của chúng ta. Khi Chúa lấy thần của Chúa trong Môi-se tuôn đổ cho 70 người này, thì trong cái sự tuôn đổ nó có, thứ nhất, Thánh Linh của Chúa. Thứ hai, ân tứ của Chúa được kích hoạt. Nhiều ân tứ trong cuộc đời của anh chị em sẽ được kích hoạt khi anh chị em có sự gắn kết với người lãnh đạo và cùng bước đi phục vụ với người lãnh đạo của mình một cách trọn lòng, trọn ý. Nhiều ân tứ trong anh chị em đang chờ để được kích hoạt khi anh chị em bắt đầu phục vụ, đồng hành với người lãnh đạo của mình. Tôi chắc anh chị em trong năm qua nhiều người đã kinh nghiệm điều này. Tôi nhận thấy điều đó. Nhiều anh chị em đã được khai phóng những điều mới mà trước kia anh chị em chưa từng có. Lý do là vì anh chị em hiệp một với lãnh đạo của anh chị em, làm sư bảo, anh chị em cùng phục vụ, anh chị em cùng làm việc, anh chị em cùng dự phần và anh chị em cùng một lòng với mục sư bảo. Thế là tự nhiên thứ nhất, những cái ân tứ của mình được khai phóng, phải không ạ? Khi thần của Chúa của Môi-se đổ đầy trên Môi-se được lấy ra cho 70 người này, thì 70 người này có thêm một điểm nữa, đó là Chúa nói họ sẽ mặc lấy cùng cái mức độ cưu mang với con. Họ sẽ cùng mang gánh nặng về dân tộc này với con. Có một thứ gánh nặng mà Chúa không cất ra khỏi chúng ta. Anh chị em để ý điều này. Trong cuộc đời chúng ta phải phân biệt được nhiều kiểu gánh nặng khác nhau ha. Có những cái gánh nặng thuộc về gánh nặng của trần thế, gánh nặng của đất, gánh nặng thuộc về xác thịt, thì Chúa sẽ cất ra khỏi chúng ta. Gánh nặng cần thiết. Nhưng mà có một thứ gánh nặng cần thiết mà Chúa không muốn cất ra khỏi chúng ta, mà Chúa chẳng những vậy còn muốn lan tỏa nó cho nhiều người gánh nặng chung, đó là gánh nặng về những linh hồn. Gánh nặng về những linh hồn này đã được lan tỏa khắp thế giới. Một người gánh nặng cuối cùng ra 100 người, 1.000 người, hàng chục triệu người, hàng trăm triệu người gánh nặng. Anh chị em thấy đó là lý do tại sao hàng năm số giáo sĩ sai đi luôn luôn tăng lên. Nhiều người giáo sĩ đang bỏ mình đi ra đi, cha ra đi, rồi cha bỏ mạng, con lại ra đi, rồi con lại bỏ mạng, nhưng mà cuối cùng đứa cháu nó vẫn cứ ra đi. Anh chị em thấy không ạ? Tại vì sao?
cái con đường này có cái gì là vinh hoa thế gian đâu, nhưng mà cái gánh nặng tốt lành mà Chúa đặt trong lòng đó, nó lây lan anh chị em ạ. Và đây là cái gánh nặng duy nhất trong Kinh Thánh mà Chúa lại muốn lại tỏa, đó là gánh nặng về những linh hồn. Chúa muốn chúng ta mang thêm gánh nặng, chứ Chúa không muốn lấy gánh nặng lại khỏi chúng ta. Môi-se nói rằng: Chúa ơi, sao Ngài đặt gánh nặng quá trên lòng của con, xin cho con chết đi. Chúa nói rằng: ta sẽ không để con chết, ta cho con sống để con nhận gánh kiếp, mà ta cũng không cất gánh nặng lại khỏi con, vì đây là một gánh nặng tốt. Gánh nặng gì á? Chứ gánh nặng về linh hồn là gánh nặng tốt, và Chúa muốn thêm người trong hội thánh phải cư mang như gánh nặng này. Gánh nặng về những anh em trong hội thánh, một sư bảo một mình sẽ không thể làm được. Chúa muốn nhiều người cùng cứu mang. Nhưng mà anh chị em sẽ không thể có gánh nặng đó, không tự nhiên có gánh nặng đó. Cho dù tôi có nói rã cổ, anh chị em không có gánh nặng đó, trừ khi anh chị em bước đến lều hội kiến chung với người lãnh đạo của mình. Ý tôi muốn nói là chúng ta cùng đến ra mắt Chúa, cùng cầu nguyện, cùng chiến đấu, cùng vượt qua, cùng đắc thắng, cùng kinh nghiệm Chúa, cùng bước vào sự hiện diện Chúa chung với người lãnh đạo của mình. Đó là một cái cột mốc rất quan trọng để chúng ta được thăm viếng anh chị em. Cho nên cái việc chúng ta giữ sự nhóm lại là cái bước cơ bản đầu tiên. Trước khi chúng ta nói đến chuyện chúng ta đến lều hội kiến chung với lãnh đạo, thì đầu tiên chúng ta giữ sự nhóm lại trước. Nhưng mà tôi nói anh chị em đừng dừng lại ở chỗ chỉ giữ sự nhóm lại. Anh chị em đến gần với người lãnh đạo của anh chị em hơn. Trên phương diện là hãy hỏi xem người đó cần chúng ta cưu mang điều gì để cùng cầu thay. Hãy hỏi mục sư bảo là: mục sư cần tôi cầu thay cho ông điều gì? Mục sư cần tôi cưu mang điều gì để tôi có thể cầu nguyện cùng ông? Hội thánh Baptist Thiên Ái nên có những buổi cầu nguyện mà tại đó mục sư bảo cùng cầu nguyện với những người có cùng tâm tình, có cùng một cái sự cưu mang, cùng muốn chiến đấu chung với ông đến đó. Thì chúng ta có mặt với nhau trong sự hiệp một, cùng tâm tình, cùng chiến đấu, cùng cưu mang. Còn về Chúa ác thành, sự cưu mang sẽ lây lan ra. Từ một người sẽ lây lan nhiều người có cưu mang, nhiều nữa nhiều người sẽ có cưu mang nữa, để không bị Chúa chung. Anh chị em, đây là nguyên tắc. Và anh chị em mỗi người là một lãnh đạo thuộc linh trong cộng đồng của anh chị em, trong nhóm nhỏ của anh chị em cũng vậy. Khi mà những người xung quanh họ chưa có cưu mang và chưa có ân tứ, và họ cũng chưa có cái sự đầy dẫy Chúa, họ đến với anh chị em thì họ sẽ được đầy dẫy Chúa, họ sẽ có thêm cưu mang trong lòng của họ, và họ sẽ được kích hoạt các ân tứ. Ba điều rất quan trọng trong việc chúng ta đến lều hội kiến chung với người lãnh đạo của mình. Tôi nói lại, thứ nhất, sự hiện diện của Chúa, sự đầy dẫy của Chúa. Thứ hai, sự kích hoạt các ân tứ trong chúng ta. Thứ ba, đây là chúng ta thêm tâm tình cưu mang. Ba điều này đó được khi chúng ta có mặt trong lều hội kiến gặp gỡ Chúa. Thì dự thay là có hai người, đó là Medad và Endad. Hai ông này không có tên trong danh sách lựa chọn 70 người. Họ cũng không đến, thực ra là họ có tên trong danh sách, nhưng mà vì một lý do nào đó họ không đến được lều hội kiến. Nhưng mà tôi nghĩ rằng hai người này có một cái sự khao khát Chúa. Dù họ ở trong trại quân, họ không có đi ra lều hội kiến, nhưng mà họ khao khát Chúa. Cho nên á, thần của Chúa vẫn đổ đầy trên họ, ân tứ của Chúa vẫn thắp lên trên họ, và sự cưu mang vẫn có trên họ. Họ vẫn tiếp tục nói tiên tri, đến nỗi những người xung quanh ngỡ là, anh chị em thấy không ạ? À, đây là điều rất quan trọng. Để đi đến lều hội kiến, anh chị em cần phải ra khỏi trại quân. Là sao? Trại quân là cái nơi tập trung đông người, hội chúng chung. À, ở trong hội thánh nó có những cái này như thế này nè. Tất cả hội thánh đều như vậy cả, và riêng hội thánh Baptist Thiên Ái. Có những người á, có những tín hữu á, họ chỉ muốn giữ cái vị trí của họ như là một người trong hội chúng thôi. Tức là họ ok, tôi có đi nhóm chủ nhật tôi có tới thập phần Chúa, như đó được rồi. Họ muốn dừng lại tại chỗ đó. Nhưng mà anh em theo Chúa đó, anh chị em không nên như vậy. Nên cố gắng, nếu mình đã đến được vị thập phần Chúa được rồi, nên bắt đầu dấn thân vào để cùng cống hiến chung với tổ chức của mình, chung với hội thánh của mình. Tức là một tín hữu khi vào hội thánh, đừng chỉ dừng lại ở chỗ là ok, tôi có đi nhóm là đủ. Không nên. Nên họ quan tâm công việc Chúa chung, hỏi mục sư xem là mình có thể giữ phần vào công việc gì trong hội thánh, cùng giữ phần. Khi mình bước ra khỏi được cái lều hội chúng rồi đó, bắt đầu đến lều hội kiến á, đó là những cái buổi mà chúng ta bắt đầu gặp gỡ Chúa một cách nhiều hơn. Tôi nói thí dụ buổi kiên an cầu nguyện, anh chị em nên có mặt. Buổi kiên an cầu nguyện của hội thánh là nên có mặt, tại vì có thể là lều hội kiến của anh chị em đó. Cái buổi họp của những người phục vụ Chúa với nhau để cùng cầu nguyện, cùng cưu mang công việc Chúa, ta nên có mặt. Thành có mặt ở đó để cùng các cầu nguyện, cùng cứu mang, cùng tìm kiếm Chúa cho công việc Chúa chung. Những cái sự kêu gọi đặc biệt trong hội thánh nên có mặt. Chứ chúng ta không nên dừng lại mức độ là ok, tôi có đi nhóm là đủ. Chưa đủ đâu, hãy bước vào lời hội kiến nữa. Thì bây giờ sự kêu gọi ân tứ nó mới kích hoạt trên anh chị em. Sự đổ đầy Chúa sẽ đến thường xuyên hơn trên anh chị em, và sự cứu mang sẽ nhiều lên trên anh chị em. Anh chị em sẽ bắt đầu thấy mình
bắt đầu bước vào lĩnh vực của Chúa. Và Môi-se nói như thế này: tôi đang ước tất cả mọi người Israel đều được điều này. Cũng vậy, đây là ước của Chúa. Chúa nói rằng ta ước tất cả con dân ta đều được như vậy. Tức là họ không chỉ theo ta một cách thời hợp, họ muốn theo nhiều hơn, tiến sâu hơn, theo sát hơn, đến gần hơn. Chứ không có đứng xa xa, đến gần hơn với ta, đến gần hơn với người lãnh đạo thuộc linh mà ta đặt để cho họ, để cùng cưu mang, cùng sóc vác, cùng đứng vững trong chiến tuyến và cùng chiến đấu chung. Ta muốn cái điều đó xảy ra trên đời sống của họ. Muốn vậy, anh chị em phải đi một cái bước tiến xa hơn. Nếu mình đã trung tín trong việc nhóm thờ phượng Chúa rồi, hãy tìm kiếm một cơ hội trong năm nay. Thực ra cũng rất là dễ, anh chị em cứ mở lòng với người lãnh đạo, anh chị em nói anh chị em muốn tham gia vào những sinh hoạt mới hơn, những cái điều mới hơn trong hội thánh, những cái hoạt động mà anh chị em muốn giữ phần của công việc Chúa chung, bước vào cùng chiến đấu với người lãnh đạo của mình. Môi-se có thể đã không đứng vững nếu không có 70 con người này cùng cánh đánh. Chúa muốn chúng ta cánh đánh công việc Chúa và chúng ta cơ mang để nhiều người có cùng cơ mang đó, để cùng cơ mang chung của chúng ta, của mình chúng ta cũng làm được hết. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa ha. Những con người bội nghịch, những con người phản loạn, những con người lầm bầm, những con người kêu reo, những con người mắng nhiếc ngoài kia, Chúa Trời xử lý họ hết. Nếu họ không có giữ mình trong cái sự khiêm nhường, Chúa có biện pháp xử lý đối với họ. Môi-se đã rất là concern, Môi-se rất là căng thẳng về họ. Nhưng mà sau đó Chúa nói rằng Môi-se hãy tập trung vào Chúa trước và sự cưu mang của Chúa trước. Những con người đó Chúa sẽ xử lý. Khi mà những con người này gặp gỡ Chúa trong lễ hội kiến, thì chính Chúa Ngài có cái biện pháp xử lý của Ngài. Anh chị em đôi khi chúng ta quá căng thẳng về một số người thường gây rối, nhưng mà chúng ta chớ căng thẳng. Hãy để Chúa xử lý vấn đề đó. Phần của anh chị em là đến lều hội kiến cá nhân của anh chị em để xử lý, nhưng không phải cá nhân của anh chị em. Và đến với lều hội kiến chung với nhau và với người lãnh đạo thuộc linh của anh chị em. Tôi tin đây là công thức của thành công trong giai đoạn, trong mọi thời đại. Và anh chị em sẽ nhìn thấy được Chúa thăm viếng hội thánh. Tôi ước gì sự cưu mang của trong một sự bảo được lây lan ra cho tất cả tín hữu trong hội thánh, chứ không phải chỉ một số anh em nhân sự hội vị Chúa đâu. Anh chị em có một đội ngũ hội vị Chúa rất là tuyệt vời, và tôi luôn luôn cảm thấy hạnh phúc về đội ngũ hội vị Chúa của hội thánh Baptist Thiên Ái. Nhưng mà tôi ao ước sự cưu mang, tâm tình và khải tượng cũng như ân tứ được khai phóng trên nhiều người nữa, chứ không phải chỉ có bao nhiêu đó người. Và anh chị em làm được, hãy mời nhiều người cùng đến lều hội kiến, hãy rủ họ cùng đến lều hội kiến chung với anh chị em. Amen. Cảm ơn Chúa. Tôi xin nhường lời lại cho ban hướng dẫn giờ này. Buổi tối hôm nay thì tôi xin phép phải rời sớm, vì tôi có những công việc phải chuẩn bị cho ngày mai. Tôi xin phép không có nắng lâu hơn để cầu nguyện cho anh chị em được. Xin thông cảm, miễn thứ cho tôi. Tôi phải chuẩn bị để tôi có thể đi Bình Dương giờ này. Dạ, tôi xin nhường lời cho người hướng dẫn. Cảm ơn Chúa, cảm ơn mục sư. Dạ, giờ này con mời bác Thiện sẽ đại diện cho thánh để cảm ơn và cầu nguyện. Cảm ơn mục sư Giang, cầu nguyện chúc phước cho mục sư cũng như là cầu nguyện cho bài học ạ. Và bác Đinh Công Thiện, cảm ơn mục sư nhiều lắm vì sứ điệp rất là tuyệt vời. Con xin Chúa ban phước cho mục sư. Amen. Mọi người hiệp ý, con xin dâng lời cầu nguyện. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Con cảm tạ ơn Chúa. Chúa ơi, con cảm ơn Chúa vì một buổi tối tốt lành. Chúa ơi, mà Chúa lại cho phép chúng con là con cái của Chúa, chúng con ở hội thánh Thiên Ái Cà Mau này, chúng con được nhóm họp với nhau và chúng con được hiệp nhất với nhau. Chúng con lại được Chúa sức dầu cho chúng con để cho chúng con thờ phượng và tôn vinh Ngài. Chúa ơi, con cảm tạ ơn Chúa. Mỗi buổi tối thì lại mới luôn, buổi tối ngày hôm nay chúng con được ơn của Chúa để cho chúng con nghe và học lời của Chúa. Chúa ơi, Chúa đã dùng ông sư Giang là tôi tớ của Chúa để chia sẻ lời của Chúa cho hội thánh Thiên Ái chúng con. Hội thánh Thiên Ái chúng con luôn khao khát và tìm kiếm lời của Ngài, và những chỗ nào thuộc về chỗ trống và Chúa thấy thì Chúa đã dùng tôi tớ của Chúa để chia sẻ cho hội thánh Thiên Ái của Chúa, trong đó có chúng con nữa. Chúa ơi, Chúa đã dùng ông mục sư Giang để chia sẻ lời của Chúa cho chúng con nghe và học lời của Chúa, để cho chúng con thấy rằng con đường bước đi theo Chúa là một con đường cũng gặp nhiều những thử thách và gặp nhiều những trắc trở, nhưng Chúa cho chúng con luôn nhận thấy rằng phải vững lòng, vững tin và luôn bước đi theo Chúa một cách trung tín, và luôn làm theo những gì mà Chúa
muốn chúng con phải làm, Chúa sai phái chúng con phải làm và ra đi để rao giảng lời của Chúa. Chúa ơi, con cảm tạ ơn Chúa. Chúng con luôn khao khát lời của Ngài và tìm kiếm lời của Ngài. Chúng con luôn biết ơn Ngài vì Ngài đã dùng tôi tớ Chúa, tôi tớ của Chúa để chia sẻ cho chúng con tất cả những sứ điệp mà chúng con đang cần thiết và chúng con đang thiếu thốn. Và con cầu xin Chúa ban ơn, ban phước cho Mục Sư Giang và cả gia đình Mục Sư Giang nữa. Xin Chúa ban cho ông được đầy ơn của Chúa và chức vụ của ông còn tiến xa hơn nữa. Và ông có nhiều những sứ điệp hay hơn nữa để chia sẻ cho con cái Chúa và tôi tớ Chúa ở tại Hội Thánh Thiên Ái Cà Mau này. Chúng con cảm tạ ơn Chúa. Xin Chúa đổ đầy cho gia đình Mục Sư và sức dầu cho gia đình Mục Sư, để cho công việc của mục sư luôn được là phát triển và lớn mạnh. Con cảm tạ ơn Chúa. Xin Chúa ban ơn, ban phước cho ông mục sư của chúng con là ông Lý Hoài Bảo, là người chăn đầu tiên của Hội Thánh Thiên Ái, cũng luôn được đầy ơn của Chúa và được sự sức dầu từ nơi Chúa để ông chăn bầy chiên của Hội Thánh Thiên Ái này luôn, trong sự lớn mạnh luôn, trong sự trưởng thành và phát triển. Chúa ơi, con cảm tạ ơn Chúa. Xin Chúa ban ơn, ban phước cho chúng con là con cái của Chúa. Con xin dâng tất cả các ông mục sư và con cái của Chúa ở tại Hội Thánh Thiên Ái Cà Mau này lên bóng cánh quyền năng của Chúa, và chúng con nói rằng chúng con yêu Chúa và chúng con hết lòng thành kính và cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Hello, mục sư. Có lời cảm ơn. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn mục sư Chúa đẹp buổi tối nay. Cảm ơn mục sư đã dành thời gian để giảng trò thánh. Rất là biết ơn Chúa vì sự đồng công của mục sư luôn luôn ạ. Chúa đẹp thật tuyệt vời lắm mục sư. Cảm ơn Chúa. Mục sư chắc dính liền với buổi sáng tôi chia sẻ cũng giống vậy. Rất là biết ơn Chúa. Đây như là sự xác nhận mục sư ạ. Đây là sự xác nhận. Mục sư sắp xếp để dành thời gian trong phòng giống nhau mục sư. Dạ, sẽ cố gắng cho hội thánh. Nếu mà công việc ổn thì chắc mục sư xuống hội thánh chơi. Dạ, để em sắp xếp tại vì công việc lúc này nhiều quá. Dạ, chắc là nhà mục sư cầu nguyện cho anh em nào muốn đáp ứng với sứ điệp của tôi này. Dạ, tôi xin cầu nguyện cho anh chị em mà có cái lòng đáp ứng với sứ điệp trước khi tôi rời khỏi phòng. Những anh chị em ao ước chúng ta sẽ là cái người đi đến lều hội kiến chung với người lãnh đạo của mình. Chúng ta ao ước là con sẽ dấn thân một bước sâu hơn, cùng đồng hành, cùng chiến đấu với một sự bảo, cùng sống chết với sức hải tượng của Chúa. Anh chị em ao ước điều này giống như 70 trưởng lão, họ đã đến để cùng sát cánh với lại Môi-se. Họ không sợ. Khi mà họ sát cánh với Môi-se đồng nghĩa với việc họ có thể bị một đống người ngoài kia ném đá chết. Mấy cái người làm bầm có thể hại họ, mấy người làm bầm có thể ghét họ, mấy người làm bầm có thể là không có ủng hộ những người này, nhưng họ không quan tâm. Họ đứng với Chúa và đứng với người lãnh đạo, và vì tư thế đó, tư thế đúng đó, cho nên Chúa giữ cho họ bình an và Chúa bảo vệ và ban phước cho cuộc đời của họ rất là nhiều. Anh chị em nào ao ước có điều này, mình muốn đứng với lãnh đạo của mình nhiều hơn. Có thể trước kia mình thấy là mình theo Chúa như vậy, nhưng mà mình không có thiếu cái sự kết ước, mình thiếu cái sự gắn kết, mình thiếu cái việc đến lời hội kiến chung với lãnh đạo của mình, thì anh chị em giơ tay lên trước màn hình. Anh chị em theo khác, tôi sẽ cầu nguyện cho anh chị em thì giờ này. Đây là điều rất là cần thiết cho đời sống của anh chị em. Tôi khuyên ở Thánh Baptist Thiên Ái nên có những giờ mà mục sư Bảo cùng cầu nguyện kiêng ăn chung với tất cả những anh chị em mà có cái tâm tình này, để lan tỏa cái sự cứu mang công việc Chúa chung. Có như vậy công việc thì Chúa mới có thể lan tỏa nhanh được. Cảm ơn Chúa. Anh chị em giơ tay lên ha, tôi sẽ cầu nguyện cho anh chị em. Korakamashitiria materia reveri guru majara veri korakamashitiria muturia reveri veri korakamashitiria mutur sabbari jadi kutusur teria materia materia kutur jadiria masterjadiria lusiria materi. Cảm ơn Chúa trong danh Jesus Christ, con chúc phước cho những anh chị em đã giơ tay lên trong tâm tình hướng nguyện, trong tâm tình tận hiến, trong tâm tình muốn vươn ra đến gần hơn với người lãnh đạo của mình. Họ cùng đến với lời hội kiến, cùng gánh vác chung với lãnh đạo của mình, cùng khóc, cùng cười, cùng vui, cùng buồn với người lãnh đạo của mình. Họ sẽ mặc lấy tinh thần giống như 70 trưởng lão, không phán xét, không lên án, không làm bầm, không kêu ca, không so sánh, không có mặc lấy kiểu hai lòng, nhưng mà trọn lòng, trọn ý, trọn tâm tình, trọn tâm trí, trọn lòng với Chúa, trọn lòng với người lãnh đạo của mình.
Họ đến đó, họ có mặt tại đó, không phải như những con người hữu danh vô thực, nhưng họ có mặt bằng một tấm lòng tận hiến. Và con tin rằng sự đổ đầy của Chúa sẽ đến trên những con người này. Chúa Ngài yêu mến cả hội chúng, nhưng mà người nào dấn thân và khao khát tận hiến, người đó sẽ có sự đổ đầy cao hơn. Xin Chúa đổ đầy cho những con người, những anh chị em con, những người muốn tận hiến nhiều hơn trong con đường phục vụ Chúa. Xin giúp đỡ cho họ để họ đắc thắng được những trở ngại cá nhân của họ. Có thể là trở ngại trong hoàn cảnh, có thể là trở ngại về lĩnh vực gia đình, có thể trở ngại trong lĩnh vực tâm trí của họ, có thể trở ngại trong cái thói quen của họ. Xin Chúa cho họ giống như 70 trưởng lão sắp xếp được tất cả mọi thứ, vượt qua mọi sự trở ngại để có mặt tại đó, tại lều hội kiến. Thì đây là điều rất là quan trọng. Và họ giữ được tấm lòng trọng thành với người lãnh đạo của mình và với Chúa. Vì đây là điều cần thiết. Con xin cầu nguyện, con muốn rằng những người đã kết ước, những người đã bước đến trong sự tận hiến với một sự cam kết tối hôm nay được đổ đầy trong danh Chúa Giêsu Christ, sự đổ đầy của Thánh Linh Chúa tuôn chảy trên anh chị em con, thần của Chúa tuôn đổ trên anh chị em con thì giờ này. Hallelujah, tại nơi mà họ đang ngồi, đang đứng đó, thần của Chúa đổ xuống như lửa từ trời thăm viếng họ. Thần của Chúa được đổ đầy trên họ. Những tâm tình, những cưu mang mà mục sư Bảo đang cưu mang, họ cũng nhận lấy sự cưu mang đó, đồng một sự cưu mang. Những nỗi trăn trở, những sự thách thức, những cái sự khốn khó trong lòng mục sư Bảo những năm tháng qua, bây giờ tuôn đổ cho anh chị em con, những người giơ tay lên trước mặt Chúa. Ôi Chúa ơi, và con cầu nguyện rằng những ân tứ chưa được kích hoạt trong anh chị em con được kích hoạt một cách mạnh mẽ trong đời sống của anh em con. Họ sẽ mặc lấy ân tứ của Chúa vì họ đã bước đến và có sự kết ước với Chúa. Cảm ơn Chúa trong sự kích hoạt này. Con công bố rằng Hội Thánh Baptist Thiên Ấy sẽ vươn xa ra, đi rộng hơn. Ôi Chúa, những tiếng lầm bầm, những tiếng kêu ca, những tiếng than phiền, những cái sự nhộn nhạo sẽ không còn xuất hiện nữa. Và cho dù nó có xuất hiện đi nữa thì cũng không làm cho anh chị em con nhục chí, không làm cho anh chị em con trùng lòng, không làm cho anh chị em con sụp đổ. Nhưng họ luôn có lều hội kiến, là nơi mà họ được làm mới lại, là nơi là họ được khôi phục lại, là nơi mà họ được ban cái sức mạnh, là nơi mà họ được tiến lên, là nơi mà họ được vững vàng, là nơi mà họ được vươn xa ra hơn. Vì vậy con cầu nguyện để Hội Thánh Baptist Thiên Ấy không trùng lòng vì tất cả những khó khăn phía trước, nhưng mà họ vững vàng tiến về phía trước, không tập trung vào tiếng lầm bầm của dân sự mà tập trung vào Chúa là đứng hiện diện trong lều hội kiến. Đó là điều mà Chúa muốn Hội Thánh Baptist Thiên Ấy cần có trong những giai đoạn tiếp theo đây. Con cảm ơn Chúa và con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa nhiều. Chúa tiếp tục cùng và thi phú cho mục sư. Chúa cùng mục sư đi đến mình cho sự bình an của Ngài. Dạ, tôi xin chào anh chị em nha. Cảm ơn Chúa. Dạ, tôi phải thắt bây giờ. Cô chú có thể mở mic để cùng cảm ơn và chào mục sư Giang ạ. Ủa, ở cùng mục sư đi Chúa. Chúa cho mục sư.